Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp, một thỏi Singum Doberman thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Không sợ. Thôi em xin đầu hàng. Ráng đi bò ơi. Một lớn hơn gì cho em, sẽ biết mấy lần hướng bên kia. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chào, chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Chỉ mới nhận được một lá cờ cho hai thử thách đầu, cả Đình Hiếu và Quỳnh Trang cần phải nỗ lực hơn để vượt qua được thử thách cuối cùng trước khi trời tối. Hiếu đã đến được cái khu chánh điện của tòa thánh Tây Ninh. Nơi đây thì chúng ta thấy được cái quang cảnh và được xây dựng với qua một chiều dài lịch sử khá lâu. Xin mời ba người bạn nãy giờ đi ủng hộ tôi mỗi bạn một tép xin gom. Lúc này thì Đình Hiếu đang có mặt ở khu trung tâm của tòa thánh Tây Ninh, và chúng ta có thể thấy từ xa dấu hiệu của những tòa thánh Tây Ninh chính là những bức tranh có hình thiên nhãn có nghĩa là mắt trời. Bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ ở ấp Trường Ân, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ ở ấp Trường An, xã Trường Tây. Đạp xe hết con đường để thám thính xem có bao nhiêu ngôi nhà mở cửa. Anh chàng thận trọng bước vào ngôi nhà đầu tiên. Xin chào gia đình, em tên là Đình Hiếu, em đang tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ. Ngày hôm nay thì đoàn đi từ Sài Gòn xuống tới Tây Ninh. Thì cái nhiệm vụ cuối cùng đặt ra để em làm thí sinh để tham gia chương trình này á là em xin một gia đình ở đây cho em tá túc qua đêm. Với gia đình mình có sẵn sàng giúp đỡ cho Hiếu để vượt qua thử thách này không ạ? Chỉ mà bên nhà bên cha bên ít người. Qua cha bên. Được làm sao? Anh cho em tham gia chương trình anh ha. Này biết rồi. Thì nãy giờ em đi ngang khu vực này thì em thấy gia đình mình cũng rộng rãi, cũng xin vào ở trọ ngày hôm nay. Em bây giờ thì mở lòng hết khả năng của mình, chị thì lấp lửng nhưng mà xin ý kiến anh nè. Dạ rộng. Em đi cũng có sao không? Cả gia đình đều đang có mặt ở nhà, trình bày khá nhiều nhưng dường như cách tiếp cận của anh chàng lại không tự nhiên lắm. Em bây giờ thật sự là chờ ý kiến của anh, hy vọng anh chia sẻ với em để em có thể vượt qua thử thách này được không ạ? Anh chắc có thể. Phía bên Trang trời đã chuyển tối, cô nàng vẫn đạp xe tìm kiếm một ngôi nhà. Dạ, cô ơi, dạ con đang ở trong chương trình Lữ khách 24 giờ, con chào cô, con chào cả nhà. Dạ, cô có thể cho con ngủ lại nhà mình một đêm được không ạ? Dạ. Nói chung á thì phải nhà của cô á thì dạ. Được cô ra đây coi nhà giùm bà chị, bà dạ. Chị bà đi trong đất rồi dạ đó. Dạ có gì nữa không con? Dạ không ạ, con đây là thử thách của con dạ. Con chỉ năn nỉ cô cho con ngủ nhờ được á thì con vượt qua được thử thách, còn nếu mà không á thì con lại phải đi nhờ tiếp ạ. Cười rất tươi, dù không được ở trọ lại, Quỳnh Trang khiến người đối diện chắc chắn không cảm thấy áy náy khi từ chối cô. Không biết bên kia, anh chàng MC có nhận được cái gật đầu của chủ nhà chưa? Anh đồng ý để cho em có thể hoàn thành cái công việc cuối cùng của em ngày hôm nay. Tối em mượn cái giọng của anh là được rồi. Tao đâu có cần phải dành chỗ ngủ từ đâu. Đâu có vấn đề gì anh, nhiều khi ngồi chơi vui. Giờ thì nhờ đến những thành viên nhí trong nhà tác động đến ba. Ha, con động viên ba cho chú ở đây đi. Ra năn nỉ ba đi. Cậu nhóc tỏ ra rụt rè trước sự năn nỉ của Hiếu. Cuối cùng,
anh Cường cũng đã đồng ý. Dạ, bắt tay anh. Vài bộ năn nỉ cũng phát huy tác dụng. À, em tên Đình Hiếu, anh tên gì ạ? Đình Đường. Dạ, anh Cường. À, anh ở đây từ đó đến giờ, nhưng mà công việc chính của gia đình mình làm gì anh ạ? Đi buôn bán thì bạn. Dạ. Ở dưới khu vực, ở cái khu vực mình ở đây, thì người dân thường làm những công việc gì anh? Dạ. Họ ở lại mà các thành viên vẫn có vẻ sượng sùng khi ông Quỳnh máy quay liên tục hướng về mọi người. Sao nhảy thì vậy nè, trời ơi, mà liệu kiểu như cái cách sinh hoạt mình đó không có tiện nghi như ta rồi. Đâu có cần chứ. Đâu có... Nói chuyện không hay đó. Đâu có cần chứ. Chủ yếu là nhà cửa mình vui thôi. Cho ở lại rồi đắn đo khước từ. Thử thách ba với Hiếu cũng không dễ dàng khi mà anh chàng cứ cương quyết không thử sức mình ở những ngôi nhà kế cận. Chàng vẫn còn đạp xe lưỡng lự tìm kiếm ngôi nhà ưng ý. Em chào chị ạ. Chị ơi, em là Quỳnh Trang và em đang ở trong cái chương trình là Lữ Khách 24 giờ. Thì em có một cái thử thách cuối cùng cần phải vượt qua, đó là xin nhà cho ngủ nhờ qua một đêm. Dạ, anh chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Rất nhanh chóng được sự chấp thuận, mọi việc với Trang sao quá nhẹ nhàng và suôn sẻ. Giờ thì nghe được cả tiếng cười hạnh phúc của cô nàng. Trời ơi, mọc làm bánh canh mà tay em gọi là bị đơ luôn, mất cảm giác luôn á. Đây là tác phẩm của em. Em không biết là nhà mình đã ăn tối chưa. Nếu mà chưa ăn tối thì chắc là em gửi chị, xong rồi có gì mình ăn cho vui. Dạ, cảm ơn chị đã cho em ở lại. Vậy sao chị từ chối em? Trời ơi. Thôi thử không được đâu chị ơi, đừng thử nữa, tối rồi chị. Chị đừng để em thử nhiều quá, sáng giờ em đi lang thang ở đây chị cứ thử em nó chết à. Nghe chị đồng ý với em đi. Chị nói anh hai năn nỉ của chú Hiếu à. Thì em nói thiệt chứ bộ em năn nỉ chị. Chứ chị từ chối em lại không có đi đâu nữa giờ nữa chị á. Em thích nhà mình có hồ cá, có cây gói. Nghe chị. Thôi chị không đồng ý em cũng biết sao giờ. Thôi chắc là mình phải chia tay gia đình lên đường rồi. Thôi cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn. Dạ, hy vọng chị. Thôi bye bye con, bye bye bạn. Cảm ơn anh, năn nỉ anh đồng ý rồi, tôi cùng chị không đồng ý thôi phải lên đường. Bị từ chối nhưng anh chàng vẫn lịch sự tặng sinh gươm Dopamine Bạc Hà như một món quà nhỏ cho sự gặp gỡ. Đến lúc này thấy anh chàng mất hết cả nhiệt huyết ban đầu, Tiêu nghỉu quay xe đi ra. Chị cháu đi học có xa không? Xa. Vậy hả? Còn sáng mai cháu đi học ở đâu vậy? Cháu học ở trong trường. Chị đi ha, ở nhà em sẽ làm món bánh canh chay cho chị, để chị với bé dạ ăn. Dạ. Bây giờ cái bánh này là chút là chiên rồi, dạ. Nhưng mà mình thêm nước lèo thêm. Dạ. Thì bây giờ hồi cho Trang đi. Hôm nay Quỳnh Trang thử sức mình với lại món bánh canh chay. Nhưng mà nói là thử sức cho nghe cho oai vậy thôi, chứ thật ra là mấy chị làm hết rồi, mình chỉ có việc hưởng thụ thành quả thôi. Vẫn ngon nha. Tuyệt vời. Mình đi quê quá mới bị đuổi ra. Ngâm cục kẹo cho khỏe. Lấy lại tự tin rồi đó, tiếp tục hành trình thôi. Đi bộ cho chắc ăn. Anh chàng quyết định không đạp xe mà chuyển sang đi bộ. Dạ thưa cô, con thành phố Hồ Chí Minh, con tham gia thử thách mà cái chương trình này đặt ra ở Tây Ninh, mà không được ở ngoài ngoài trung tâm mà phải về ngay khu vực này, để con muốn xin tá túc ngủ một đêm để con hoàn thành tốt cái công việc của mình đó con. Về nhà tôi chật lứt kìa sao? Dạ con không quan trọng là rộng hay là chật hay là thoải mái như thế nào, vấn đề là có sự trải nghiệm, có sự chia sẻ. Thì ngay khu vực này con cũng không biết, mà giờ này cũng tối mà khu vực mình chắc như ngủ sớm mà sao nhà nào cũng đóng cửa hết trơn rồi. Thấy nhà mình còn sáng đèn, con xin tá túc không biết cô chú có thể chia sẻ cho con tham gia hoàn thành tốt công việc của mình không ạ? Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều. Đôi khi diễn giải quá nhiều lại không hiệu quả bằng chính sự thân tình, phải không Hiếu?
ông ạ. Ông khỏe không ông? Khỏe. Dạ, ông ăn tối chưa ạ? Dạ. Trời ơi, con tưởng ông chơi ăn tối, lát nữa con mời ông ăn món bánh canh chay. Ông hôm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Wow, ôi ông còn khỏe quá ha. Dạ, ông còn khỏe. Dạ. Quỳnh Trang rất hài lòng với nồi bánh canh chay do mình nấu, đến lúc cho cả nhà thưởng thức tay nghề. Gia đình mình là ở đây từ xưa đến giờ hay là mình chuyển về đây hả chú? Cũng mới chuyển về đây nay cũng mười mấy năm. Dạ, mười mấy năm. Lúc trước thì mình gia đình mình ở đâu hả chú? Bến Tre. Dạ, Bến Tre. Ở đây gia đình mình thì hàng ngày làm công việc gì hả cô chú? Cô bán đồ lặt vặt ở ngoài chợ. Dạ, ở ngoài chợ. Nha Đam. Dạ, Nha Đam thì bây giờ là một loại cây mà vừa là dược liệu mà vừa là thực phẩm chức năng. Hồi xưa giờ thì mình trồng nha đam rất là nhiều nhưng mà ít ai sử dụng nha đam. Nhưng mà thời gian gần đây con thấy nha đam sử dụng rất nhiều. Hai bác là được mấy người con ạ? Bốn. Nhà bốn người con. Thành phố hết rồi. Đi thành phố hết. Ở nhà con bốn người. Con thì đi công việc suốt, cái con có ít về nhà. Thằng em ruột của con thì nó làm ở ngoài kỹ sư ngoài công trường á. Cái buổi trưa là coi như là nhiều khi hôm nào mẹ con cũng đi làm về không kịp, cái bố con ăn cơm trong mình. Sớm hả? Chào em. Anh tên Đình Hiếu. Còn biết mà hả? Ai gì quá không có người biết mà. Nhà là biết rồi. Sao vậy? Sao biết? Thấy anh trên TV mà. À vậy hả? Sao hôm nay hai bác nói là em học tới tối mới về mà giờ này mới 7 rưỡi về rồi trời. Dạ từ bữa nay con cho nghỉ. Ok, cô biết thì chắc cô biết anh tới sao cho nghỉ sớm rồi. Này, vợ chồng chú Ken sống chủ yếu dựa vào thu nhập do vườn nha đam đem lại. Đã bước qua thời kỳ khó khăn nhất khi vừa làm vừa phải trang trải mọi sinh hoạt gia đình và lo cho bốn người con ăn học. Đôi lần, cô chú đã đành để giọt nước mắt chảy ngược khi hai cô con gái lớn liên tiếp học giỏi nhiều năm liền đành quyết định bỏ học đi làm. Nhưng rồi cô chú cũng nhận ra con đường đời có nhiều sự lựa chọn, có nhiều những quyết định phải chấp nhận để cuối cùng cái ta nhận được chính là giá trị của sự bình yên trong cuộc sống. Em nghe anh ơi. Tình hình em sao rồi Trang? Dạ, tình hình của em là em đang ngồi ăn xong. Ủa chứ tìm được nhà tá túc chưa? Rồi, không có thể chờ rồi. Dạ. Sửa sạch sẽ, ăn uống cho thay rồi. Trời ghê vậy? Anh đang đâu vậy? Anh đang ở trong nhà nè, ngồi với hai bác với lại con út của hai bác mới đi học về, đang ngồi trò chuyện. Dạ, may mắn hơn em mà được đây, còn nếu mà em mà tới đây thì chắc cũng được nhiều hơn. Mấy đứa bé của chị là nó biết em nhiều hơn. Lúc chiều là đi học á, là đi về là nó thấy em là nó bắt chị phải chạy thêm một đoạn áp sát vô em cho nó nhìn mặt. Dạ em cảm ơn chị, em ở bên đây cũng vui lắm á. Rồi anh thấy chưa, anh được hâm mộ hơn em nữa, anh thấy chưa? Dạ đó, thấy chưa, ai cũng biết anh hết trơn nè, anh Đình Hiếu phim Cổng Mặt Trời nè. Anh Hiếu ở ngoài đẹp trai hơn trong phim nhiều. Đó, nghe chưa? Nghe thấy chưa? Nghe không? Nghe chị nói không? Thôi vậy đi nha. Tám quá. Bye bye. Ở nhà thì đây là cái nhiệm vụ mà gọi là được ưu tiên đặc biệt dành riêng cho em. Em nấu nướng thì rất là dở nhưng mà rửa chén thì dở hơn anh. Dạ, để em rửa cho. Con này là sắp trở thành con ve chưa? Nó đang có cánh non đó, cánh khô đó nó là thành con ve chính thức. Nó, cái hang nó bò đó. Nó cái hang đâu? Đây nè. À đây hả? Nó bò lên qua tới đây là nó đậu rồi đó. Một lát hồi chuẩn bị nó bay lên hả? Dạ. Khoảng chừng nửa tiếng, 15 phút nửa tiếng là cái cánh nó khô được là nó bắt đầu nó bay lên. À, ở trong là cái lớp sét ở trong hả? Nè, cái vỏ trong đó. Không? Đây nè. Cái vỏ này nè. Là hồi nãy là mình bắt cái con trong rồi đúng không? Cái con trong đó đó. Là con sữa là có cái vỏ. Mất cái vỏ đi là mọc cái cánh ra. Là con ve tàu kêu ve ve. Ăn một tép xin gom double mean trước khi chế biến món ăn ngon dành cho anh coi. Chút xíu anh còn nhiều xin gom lắm á, anh đưa cho em mai em đi học á, mình đưa cho bạn bè ăn. Nói là có anh Hiếu anh nói chơi. Được cho nghỉ học buổi tối, Tín cùng với mấy cậu bạn đi kiếm ve sầu. Đình Hiếu rất thích thú khi được thưởng thức món ve sầu tầm bột. Đấy, anh chàng khá tò mò với mấy chú ve. Hiếu nghĩ rằng Hiếu sẽ học được từ ngày hôm nay.
nhưng mà muốn học thì được rồi đó, nhưng mà nếu mà về tới khu vực ở làm gì có me sữa để mình có thể chế biến món này. Tuy dẫn chương trình về ẩm thực khá nhiều, nhưng với món ve sầu đặc sản này, hẳn anh chàng chưa được thử qua. Tới lúc trên vàng những chú ve đã được khoác lớp áo bột, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Ủa, chị với anh là cùng ở đây luôn hả chị? Cùng quê đây luôn. Có yêu nhau rồi lấy hay là hai bên gia đình biết nhau rồi lấy? Yêu nhau. Hồi trước thì chị đi bán, tức là chị đi hai đi qua lại cửa khẩu. Dạ. Còn anh thì ở chị. Rồi anh đi làm suốt vậy có buồn không chị? Đâu thì buồn nhưng mà từ từ dần dần nó cũng quen. Dạ. Tại cuộc sống thì phải vậy. Nguồn động viên, hạnh phúc mà chị Thùy có được là từng ngày trông thấy hai đứa con thơ khôn lớn và trưởng thành. Hai bé Đại Phát và Song Hương, mặc dù thiếu vắng sự dạy dỗ của người cha thường xuyên xa nhà, nhưng vẫn đầy ắp tình thương của người mẹ. Hai bé luôn tự nhủ, phải cố gắng chăm học để không phụ lòng mẹ và để ba được yên tâm công tác, làm tròn trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của một người lính biên phòng nơi vùng trời xa. Gì hả? Đang bột hả? Ăn thêm con nữa. Quá ngon, quá ngon. Mai mốt ở nhà là ba mẹ sẽ còn có hai người. Còn hai người nhưng mà theo em thì nếu như mà em đậu được á, em đi á thì bắt buộc là hai chị em phải về đây làm. Nhưng mà hai chị lấy chồng em rồi sao về được? Em được. Hai chị lấy chồng rồi sao về đây? Còn một chị chưa lấy chồng. À là bắt chị Tư vậy hả? Có thể gia đình mình không bằng gia đình khác, không giàu có, không sung túc về kinh tế, nhưng mà mình giàu tình cảm nè, giàu tình thương nè, con cái học. Món ve sầu tẩm bột béo ngậy làm cho câu chuyện giữa Hiếu và Tín càng thêm thân tình. Ngồi ngoài trời thoáng mát, bình yên, bao mệt nhọc cũng tan biến. Hiếm khi nào mới cảm nhận được không khí thoải mái như vậy ở thành phố phải không Hiếu? Chúc ngủ ngon nhé. Yên lặng nào. Tới lúc ngả lưng và gặp một giấc mơ dịu ngọt. Sáu giờ sáng, cả gia đình đã thức dậy. Vợ chồng chú Ken chuẩn bị ra chợ bán nha đàm. Tín cũng đã sẵn sàng cho tiết học đầu tiên. Đình Hiếu tranh thủ cho gà ăn và tới đám cây nha đàm xanh mướt sau nhà. Tối hôm qua thì con có tính anh em đi lang thang, cũng không biết có một món quà tinh thần dành cho gia đình. Thì tối hôm qua con với tính bí mật tạo một bất ngờ cho bác. Tại vì thấy có cái vườn kiển đẹp quá thôi, tôi xin phép góp một cây xanh vô. Thì con cũng đã trồng cái cây xanh ở ngoài đây rồi, con biết xin mời bác trai ở đây bác xem coi có thích cái cây này không. Cái cây này là nhờ em tính tư vấn để tụi con thực hiện. Dạ, đã trồng cái gốc này tối hôm qua. Dạ, cây bác tiên hoa màu trắng. Con dòng ở góc này chứ con không biết góc hơn, em tính nó ở góc này đi để đi ra vô cửa thì nhìn thấy cái cây này thì nó cái dấu không chỉ có ngắm sao và ăn ve sầu, Đình Hiếu cũng đã cùng với Tín chuẩn bị một món quà cho bà mẹ cậu nhóc. Cô nàng cũng không quên ghé chợ chào cô Tư làm bánh canh và cảm ơn
cảm ơn cô hôm qua đã rất là nhiệt tình chỉ cho con làm bánh canh. Dạ. Hôm nay là cũng được phụ cô bán chút chút, dạ, cũng coi như là biết thêm một công việc mới nữa. Dạ. Dạ, rồi con chúc cô lúc nào cũng buôn may bán đắt, lúc nào cũng sức khỏe dồi dào. Dạ, rồi. Dạ, chúc gia đình cô này hạnh phúc. Dạ. Con mai mốt rồi con thường đi làm, dạ, nhiều ha. Dạ. Cho mai mốt có gì đi ra đi ngang đây thì, dạ, ghé thăm cô được. Dạ, rồi, dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Thì con xin phép cô, con đi với lại chị tiếp. À, đi, dạ, với chị thì. Dạ, dạ, vâng. Cái này để tặng cho, dạ, để tặng cho bé Song Hương. Còn với Đình Hiếu, chúng ta hãy cùng quay trở lại vào buổi tối hôm trước để xem anh chàng đã làm cách nào để kiếm được cây xương rồng bát tiên. Dạ, con thưa ông, dạ, con là Đình Hiếu, MC con chương trình Lữ Khách 24 giờ. Hôm nay thì cái chương trình của con đi tham quan với lại đặt ra thử thách cho con là tối phải xin tá túc một ngôi nhà để ở. Thì con đã xin được gia đình mà ba má của Tính là tối nay con sẽ ở bên đó. Dạ, nhưng mà con biết được là ba của Tính là thích trồng cây kiểng. Thì con mới nói với Tính thôi là bí mật tối nay hai anh em mình đi kiếm xin một cái cây kiểng rồi đó, mà về mình trồng tạo cái bất ngờ cho ba má của Tính. Thì Tính nói Tính có bạn là Dũng mà ông trồng nhiều cây lắm, nên con sẽ qua đây con xin phép ông cho con một cái cây kiểng rồi đó, để con về con trồng ở trong cái đất nhà Tính để con tặng cho ba má của Tính được không ạ? À? Xin ông một cái cây kiểng nào đó để con về con trồng thôi. À. Đó. Nghe anh chàng trình bày nỗi lòng, ông nội Dũng sẵn lòng cho anh chàng cây xương rồng bát tiên trong vườn nhà. Dạ, con cảm ơn ông rất nhiều, con xin cảm ơn ông. Đinh Ninh hai anh em ra ngoài chơi, cô chú Ken không ngờ hai cậu trai đang hì hục một bí mật dành cho cô chú. Thì con hy vọng rằng một cái kỷ niệm tinh thần dòng ở đây để cứ ra vô nó chương trình Lữ Khách 24 giờ đến đây và đã có trồng một cây ở đây. Dạ, con cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn hai bác một lần nữa đã giúp con hoàn thành cái hành trình đợt này. Dạ. Lúc mà đi xuống đây á thì em cũng chưa biết là mình sẽ xin ở nhờ trong một gia đình như thế nào, nên cũng không có biết là mình phải lựa một món quà như thế nào để phù hợp với lại cả gia đình, mà muốn cả gia đình đều nhận được mình phải nhớ. Nên là khi mà tới đây rồi á, gặp chị thì có hai bé nhà thì cũng có những cái món quà nói chung là nhỏ nhỏ tinh tinh thôi, để tặng cho hai bé, để cho bé Hương biết thì cho các bé. Ngày hôm qua đến giờ thì con rất là hạnh phúc và may mắn là con cũng đã ghé thăm gia đình mình, và con cũng đã được gia đình mình chấp nhận cho con ở lại một đêm để cùng chia sẻ với gia đình. Con cảm thấy rất là nể phục cái tấm gương của hai bác đã lo cho các em học hành như vậy, mặc dù gia đình hơi khó khăn về kinh tế nhưng mà ít nhiều thì mình cũng đã hoàn thành được cái công việc và chăm sóc được các em. Cái này là thuốc bổ uống mỗi ngày, bổ sung vitamin và khoáng chất. Em cũng hy vọng là gia đình mình lúc nào cũng khỏe mạnh và sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm hạnh phúc như là bây giờ. Chị cũng thay mặt hai cháu chúc em thành đạt hơn, cảm ơn em nhiều. Yeah. Con xin phép chia tay với gia đình của mình. Chương trình 24 tiếng nhưng mà con ở đây chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, ít nhiều thì giữa con và gia đình cũng có ít nhiều có sự hiểu nhau, chia sẻ với nhau. Con xin cảm ơn hai bác với Tính rất là nhiều. Bây giờ thì tới lúc con phải chia tay với chương trình. Gia đình cũng không biết nói gì nhưng mà cũng chúc cho người cháu thành công tốt đẹp. Dạ. Có một cái món quà nhỏ dành tặng cho chị. Nói chung là em nghĩ là tình cảm thì nếu mà lúc nào nó cũng ngọt ngào được như viên kẹo này thì tốt quá. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Em tặng chị kẹo đường ngọt, chị tặng cho em muối. Dạ, mà muối là chị cho em. Dạ, dạ.
con xin được gửi gia đình một hộp kẹo. Khi mà uống nước trà, mình nhai miếng kẹo mềm như này thì nhớ Đình Hiếu đến đây, nó quậy phá hết một ngày rồi. Thì hy vọng gia đình cũng sẽ một chút xíu kỷ niệm nhớ về con. Dạ, xin cảm ơn gia đình rất là nhiều. Sao Tính, có gì chia sẻ với anh không? Chứ mai mốt em đi học em mà quân đội, em có gì nói với anh à? Em giờ cũng không biết nói gì, chúc anh mạnh khỏe vậy đây ha. Anh lúc nào chẳng mạnh khỏe, ăn thua là em có mạnh khỏe không chứ ốm quá rồi, không học hành được. Em thì đang ráng. Mai mốt làm chú bộ đội mà ốm yếu quá là không hoàn thành nhiệm vụ đâu nha. Dạ. Chương trình thành công tốt đẹp. Dạ, xin cảm ơn, anh cảm ơn Tính nhiều. Cảm ơn Dũng nha, cảm ơn gửi lời cảm ơn ông nội nhiều. Dạ. Nha. Dạ, ông nội cho cái cây về trồng ở đây thấy không? Là cái rep gia đình. Dạ. Hy vọng con có dịp đi ngang qua đây con sẽ xuống thăm hai bác nhiều. Dạ. Dạ thì hai bác con đi. À, chị lên Sài Gòn thì cứ liên hệ với em ha. Bạn đã vượt qua thử thách thứ 3. Chia tay hai gia đình chỉ với một đêm tá túc không đủ để đong đầy hết tất cả tình cảm, nhưng cũng đủ để cảm nhận hết những tấm lòng của người dân dành cho những nghệ sĩ. Hạnh phúc rất đơn giản, bình dị qua những câu chuyện, qua những món ăn dân dã hay qua chính chiếc võng đêm khuya trong một ngôi nhà nhỏ thanh bình. Xin tạm biệt và cảm ơn những tình cảm hai gia đình đã dành cho Lữ khách 24 giờ. Ê, dạ. Sao rồi? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui chứ. Sao làm được cái gì rồi? Kể nghe coi. Thì làm bánh canh nè. Bánh canh hả? Một túi bánh canh. Thôi, tổng cộng từ qua giờ là được mấy lá cờ? Em được 2 cờ. 2 lá cờ luôn hả? Cờ anh đâu? Đây. Hai lá cờ luôn. Lấy 2 lá cờ. Tôi cũng 2 lá cờ. Tôi chỉ có sảy chân cái thử thách đầu tiên thôi. Tiếc quá. Mà không nhận được huy hiệu của Lữ khách 24 giờ đó là điều rất đáng tiếc. Bởi vì Hiếu tin rằng tất cả những nghệ sĩ, những diễn viên đã nhận lời tham gia chương trình này, đã sẵn sàng tham gia thì tất cả đều rất cố gắng và rất muốn vượt qua những thử thách để đạt được mục đích cao nhất cuối cùng. Tuy nhiên nếu không đạt được thì chúng ta hãy cảm thấy tự tin và hãnh diện rằng mình cũng đã cố gắng hết sức của mình rồi. Hiếu cảm thấy rất vui khi được tham dự chương trình này. Không phải là mình thắng hay thua, có được cái này hay không, có được cái kia không, mà cái chính là mình cảm thấy là mình đã góp nhặt được cái gì cho bản thân mình, cho em nhiều bài học lắm. Và đúng là tất cả là không dễ mà có được. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn, những khán giả theo dõi và trung thành của chương trình, hãy tiếp tục đồng hành với các nghệ sĩ và hãy cùng với chúng tôi khám phá những vùng miền đất mới của Tổ quốc mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người có 2 lá cờ là quê rồi nha. Không ai cạnh tranh ai. Hiếu là một người coi như là vừa thật tình mà cũng vừa hết sức là hoạt bát và cởi mở. Không như chị tưởng gì, cứ tưởng là diễn viên là nó khó gần, nhưng mà qua tiếp xúc hôm qua thì chị thấy là dễ mến, dễ gần. Anh Đình Hiếu là người tuy là một diễn viên nổi tiếng nhưng mà anh ấy rất giản dị và rất thân thiện với mọi người. Chết rồi.